Rồi sáng hôm nay em có cập nhật clip một con bộ mẹ con cái ba bê, mẹ ba bê sữa bốn vú đều căng sữa mẹ thùng lớn đòn dài đó, thì mẹ đẻ đứa đầu một lô răng nha anh chị. Đó thì qua qua bò nè, mẹ con cái ba bê đít muối nha anh chị. Cái ba bê đít muối đó thì chân móng hoàn thiện đó, sình chút xíu nha anh chị, hiền dạng rồi là chưa sổ mũi luôn anh chị ơi. Đó thì anh chị biết rồi, dòng ba bê mà ba bê có máu sữa thì vào rồi. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình đó. Thì ba bê F1 sữa cái ba bê thì ra ba bê F2 đít muối anh chị ơi. Đó thì đẻ lứa đầu đẻ được con cái ba bê đít muối đó, thì con tầm 2 tháng tuổi anh chị ơi. Đó đít muối đó, thì anh chị gần xa thích bộ mẹ con này thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trên màn hình đó. Thì bò này bao súng cũng súng ruột nha anh chị. Đó quá trời cái lưng, quá trời cái đít không đó, chưa lụm lông sữa đó anh chị ơi. Đó thì anh chị biết rồi, dòng bao bê thì mát sữa nuôi con mau lớn này, thêm máu có máu sữa nữa anh chị, uống chú đều căng sữa đó. Chừng chút xíu anh chị ơi, anh chị gần xa thích con bò này thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình đó. Đó, do trùng chân thì bò nó hơi chạc chân hơi đau đau đó anh chị ơi. Đó thì anh chị chốt thì bữa hai nó hết thì em nếu có chốt có thích thì em sẽ giao đó, khi nào chứ ra không phải tặc lỗi gì nha anh chị. Đó, do chuồng chân lá nó hơi chặt, chân nó hơi đau đau ở chân sau một xíu nha anh chị, chân móng thì hoàn thiện đó, sò sấy tích thì cũng nghiêm chỉnh anh chị, sấy mặt đó. Thì đẻ lứa đầu mà đẻ được một cái đây đây tít muối nha anh chị, đó uống mềm luôn. Mình có điều kiện chuồng rộng rãi thì mình bắt gì mình nuôi anh chị ơi. Quá trời cái đít không đó, chuồng voi quá chật hẹp nên nó chạy nhảy nó hơi đau đó một xíu anh chị ơi. Không sao hết, bữa hai nó lành anh chị ơi. Đó quá trời cái đít không, anh chị gần xa thích bộ mẹ con này thì nhanh máy máy số điện thoại em để trong hình đó. Mẹ con cái giá chốt tại chuồng là 38 triệu nha anh chị.